Đi giờ này hơi nắng. Dạ, biết sao. Đi giờ này hơi nắng. Đi giờ này chiều mất. Đây là khu công viên. Cái này mà để quay phim này thôi cả ngày luôn á. Quá trời rộng. Đây là khu công viên Grand Park nha mọi người. Rất là rộng luôn. Khi mình đi vô thì mình sẽ đi vô cái cổng này nè. Nếu như mình có thẻ cư dân thì mình sẽ được vào bên trong. Sau khi mình vô cổng rồi mình sẽ đi vô trong công viên nha mọi người. Đây là mình đường mình đi vô công viên. Bên đây trời nắng đẹp. Bên đây là khu biển nhân tạo. Khu công viên trồng cỏ, trồng cây nhiều lắm mọi người. Rất là đẹp, rất là rộng luôn. Đây là ghế ngồi ha, buổi chiều hoặc là buổi sáng sớm mình sẽ ngồi ở ghế đây. Mình đi tập thể dục hoặc là đi bộ gì đó nếu mình có thể nghỉ ngơi ở đây. Ở trong này thì khuôn viên rất là rộng cho nên là mình có thể sử dụng xe đi đi lại. Mình ở Vinhome thì mình sẽ được miễn phí xe VinFast nha mọi người. Mình cư dân sẽ được miễn phí xe 2 năm đầu tiên nếu mình mua nhà ở đây. Còn ở trong khu trong khuôn viên thì sẽ có xe điện, xe buýt điện VinFast phục vụ miễn phí cho mọi người. Đưa rước mọi người miễn phí. Sau này là sẽ có tuyến đưa đi Bến Thành, đưa cư dân, phục vụ cư dân ha. Đây là giống như là mình đi biển, đi picnic gì đó mọi người. Ở biển mát mẻ ha. Nào mọi người xem ha. Nhìn cứ như là mình đang đi nghỉ mát, picnic gì đó mọi người. Nhìn rất là đẹp luôn nha. Giống như là những cái khu, nếu mà các bạn nào đã ra đường từng đi những cái khu giống như là resort á thì mình sẽ cảm giác nó giống như vậy ha mọi người ha. Resort nghỉ ngơi rất là rộng nha mọi người, rất là rộng luôn. Đây là khu biển nhân tạo, có bãi cát, cát biển thì phải có cát, hiện tại thì chưa có sóng thôi, chỉ mới có cát. Quá trời đẹp luôn. Mọi người có thấy hình ảnh gì quen thuộc không? Nước nè, bãi cát nè, cây dừa nè, rồi những cái chòi nè, rồi những cái ghế để nằm tắm nắng, phơi nắng. Cứ như là mình đang đi ở một cái khu resort. Ở bên đây là công viên, là cũng đang thi công nha mọi người. Ở bên kia là khu công viên ánh sáng, cũng đang hoàn thiện nha mọi người. Này giống như là mình đi dọc bờ biển. Đây mình sẽ có máy bán hàng tự động, máy bán nước nha mọi người. Khát nước thì mình ghé ở đây mình mua nước mình uống nha. Rất là rộng luôn. Biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Qua tới bên kia thì sẽ là bên kia vẫn còn luôn nha mọi người. Đây là bồn rửa nha mọi người. Bồn rửa. Còn ở bên này thì mình sẽ có những cái căn này gọi là vườn nướng nha mọi người. Ngay đây sẽ là cái bếp nướng. Còn bên đây sẽ là bàn ngồi ăn tiệc. Buổi tối thì mình có thể ra đây hoặc là những ngày cuối tuần. Đây là bếp nướng nha mọi người. Đó. Rồi. Ở ngoài này thì mình sẽ giống như là mình đi nghỉ dưỡng. Nghỉ dưỡng thì gia đình thì mình sẽ có đây là bàn ghế để ngồi ha. Đây là bàn ghế để mình ngồi.
Đó, mình bày biện thức ăn ở đây. Còn đây sẽ là cái bếp để mình nướng. Còn kia sẽ là cái bồn rửa nha mọi người. Nữa thì phía bên khúc mấy cái cụ trụ điện cao cao đó thì sẽ là xây dựng là siêu thị Megamall. Megamall là lớn nhất ở khu đây luôn, là phục vụ cho cư dân ở trong trong khu dân cư của mình luôn nha. Đó là gọi là tiện ích, là phục vụ là chu đáo tận răng. Đó, vừa có trái luôn nè mọi người. Quá trời luôn, có trái luôn nè. À, bãi biển chỉ để ngắm nhìn. Quên đem đồ bơi. Ui, đây là khu công viên luôn nha mọi người. Nhìn rất là đẹp luôn. Rất là đẹp, rất là rộng, rất là sạch, rất là xanh. Xanh sạch, đẹp rộng. Đây vẫn là công viên đi dọc bờ biển nha mọi người. Đây là con đường tình yêu mọi người ơi. Cung đường trái tim. Con đường tình yêu. Buổi tối mà thắp đèn lên chắc rất là đẹp nha. Đây là ban ngày. Nhưng mà nhìn cũng rất là lãng mạn, rất là đẹp. Đây là công viên, công viên. Đây là bên trong công viên nha mọi người. Được trang trí chăm sóc rất là tỉ mỉ luôn. Cây cỏ, cây kiểng chăm sóc rất là chu đáo. Nhìn rất là sạch, rất là đẹp. Đây là công viên nha mọi người. Đây là những cái bức tượng trang trí trong công viên, có chú ngựa Bunny, có những bức tượng rình rất là kỳ. Còn đây sẽ là công viên ánh sáng nha mọi người. Những cái trụ đèn này chính là để biểu diễn đèn á, là cái công viên ánh sáng. Đây, đây là xe bí ngô. Xe gì đó con? Xe ngựa. Xe ngựa, ngựa đâu? Con ngựa không biết nữa. Con ngựa không biết nữa hả? Ngồi đây rất là mát. Nhưng mà dưới mặt trời này thì... Sao mới kêu mát mà dưới mặt trời này là sao? Đi hết ngày đó mọi người. Mệt xỉu. Mệt xỉu. Nắng quá ha con. Đi kẹo công viên thì mình phải đi dạo ban chiều đúng không? Nên mình đi phơi nắng. Anh Yên đi tới đi. Lại là một cung đường tình yêu. Còn không thì đi coi tính coi sao. Còn nói chung là xa thì sau này nó có cái tuyến đường mở rộng thì vô đây về bán, về đây mà bán hàng online là vô coi mình cứ rút cư dân á, bị cư dân này rất là nhiều. Ăn nhiều lắm, mùi dữ lắm. Đó mọi người, đây là cây gì? Cây tùng nha mọi người, tùng La Hán nha. Cây tùng này là nhập bên Nhật về nha mọi người. Cây này hiện tại là giá 1 tỷ một cây nha mọi người. Quá trời luôn. Đếm sơ sơ thôi. Đếm sơ sơ coi là mấy cây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quẹo quẹo trong đây là hết 11 tỷ cây.
trong này á, cây cảnh rất là nhiều, rất là đẹp nha mọi người. Cây trong này là giá tiền khủng khủng không mọi người, nổi đếm cây tùng thôi đó là cứ bèo bèo là 1 tỷ một cây, 1 tỷ một cây đó mọi người. Chỉ có đúng là chỉ có Vin mới dám đầu tư cái này. Đó, mấy cái cây này nè, quá trời tiền luôn nha mọi người, nhìn vậy chứ mà tiền không á. Cho hai giấy được cũng đẹp, quá trời đẹp luôn nè. Đây là công viên. Quá trời là đẹp luôn. Trong đây là không thiếu ghế đá ngồi nha mọi người. Quá tha hồ ngồi luôn, cứ cách một khoảng là sẽ có ghế đá cho mình ngồi. À, còn à, trẻ con thì tha hồ mà chạy nhảy luôn. Đây là mặt trước cổng công viên Vinhome Grand Park nha mọi người. À, đi vô bên trong thì rất là rộng, rất là đẹp nha. Còn mình muốn vào trong thì mình sẽ có thẻ cư dân rồi mình sẽ quẹt thẻ tự động. Quẹt thẻ từ nha mọi người, quẹt thẻ từ sau đó là mình sẽ được đi vào bên trong luôn. Mẹ Noel nè các con. Đâu ông già Noel đâu? Chưa, mẹ chụp cho. Phải tiếc không con? Phải tiếc không? Không con, không con. Cái đó mình chỉ đứng nhìn thôi. Quà có cây dím trên đây nè, quá thông nữa à, quá trâu nữa hả, màu xám bạc, ok, màu hồng. Là nướng. Bếp ăn tường, tủ bếp ăn tường. Màu hồng với màu cam gì dễ thương quá hả? Cái đó là cái để nồi á con. Thôi được rồi, nhìn thôi, đừng có đụng vô con. Nhìn thôi nha, nhìn thôi nha. Nên là thiết kế là sẽ tủ để giày. Đây là máy lọc không khí. Đây là máy lọc không khí này con. Đây là kệ tivi. Tivi. Sao 7 mét
chưa hả? Dạ. Nhìn cũng rộng rãi. À, sao bảy mày nhìn rộng quá hả? Dạ, chị chưa vô cái phòng ngủ đấy, phòng ngủ này rộng lắm, thêm thêm. Đây là phòng ngủ đây chị. Phòng ngủ này, phòng vệ sinh đây trong này luôn, phòng vệ sinh trong này rất là rộng luôn. Đây phòng vệ sinh đây. Thì chị cho các bạn nghe phun hết cho mình đi. Ồ, phòng vệ rộng quá hả? Dạ, phòng vệ sinh là các bạn nghe phun luôn cho mình luôn á. Ồ, đây là cái kệ tủ âm tường. Tủ âm tường, tủ để đồ, giường. Ngay phòng ngủ là xem mình sẽ có cái cửa sổ nhìn xuống công viên. Cái này là tầng 4. À, cái căn mà tầng 5 nó cao hơn xíu thì rất là đẹp. Nếu ủa? Cái căn bên kia, cái bên này là cái gì? Cái căn bên kia là một mặt á, là view công viên của vòng. Có là của ban công đó, nhớ cái ban công đó đúng không? Ban công cũng là view công viên của vòng luôn. Ban công là giống thế này nè. Nhưng mà cái này không ban công. Cái này là phòng ngủ không, nó không có ban công. Đây bước vô thì đây sẽ là cái căn cái gì? Cái tủ để đồ. Đây sẽ là tủ âm tường. Thiết kế nhỏ nhưng mà nhìn gọn đẹp ha, sạch. Tường. Đặc biệt là rất là thích. Cái căn bên kia á là mình sẽ có hai phòng master, hai phòng lớn. Thì hai phòng lớn là sẽ có hai phòng vệ sinh trong giống bên này. Và một cái phòng vệ sinh chung là ngoài. Cửa sổ, mở cửa cho thoáng khí. Và một cái phòng ngủ nhỏ. Hóa nhất là nằm trên giường kéo rèm nên là thấy sáng nắng luôn ha. Đây là khu vực bàn ăn hả? Sắp tới Giáng sinh rồi. À, đẹp. Đây là từ trên cao nhìn xuống dưới công viên nha mọi người. Ở dưới công viên sẽ có cái bàn để cho mình ngồi nha. Có chỗ ngồi rất là dễ thương kìa mọi người. Có điện đó, bỏ vô đi, có điện đó con. Đóng lại, đóng lại. Rồi, đóng lại. Đây là khu gì con? Khu vui chơi. Nhưng mà mình nói với mọi người nha, ở đây còn có những cái sân tập thể dục như là bên đây nè. Rất nhiều cái để tập cho người lớn luôn nha. Đó sẽ có thường là màu xanh hết, ai thích tập gì tập nha. Giờ chúng ta đi qua khu vui chơi của trẻ em. Đây là có hai cái xe cứu cứu nè. À, cái ô nãy nhúng rồi mà, nhúng nữa hả? Ồ. Đi tiếp. Bên kia còn có cái kia nữa. Đi bên kia leo. Đi tìm lại ai muốn bên kia leo leo nha. Giờ lên đây à. Ồ nhiều quá vậy. Giờ qua đây trước nha. Lên nè. Siêu đã siêu thích. Lên đây. Còn bên kia. Quá thích luôn. Mà chỉ qua đây lần đầu mà có khu vui chơi bự như thế này. Rất thích nha mọi người. Lần đầu tiên luôn á. Rất thích. Ở đây rất là nhiều trò chơi. Hả? Cái gì sao riêng? Quá sao riêng. Nói chung là ở đây rất vui, nếu mọi người mà muốn chơi ở đây thì hãy xuống đây chơi nha. Bây giờ mình qua đây đi, đồ xây
Khớp rồi đó. Bên đây là cái gì ta nhờ? Ồ, chén vậy. Đây mới có người mà vẫn còn chạy được. Hi hi. Ê, siêu, siêu thích luôn nha. Ồ, leo núi à? Vậy còn thích nhất. Bye bye mọi người. Ồ, ở đây nè mọi người. Sao la, leo núi nào. Ý da. Ý da. Mình đi lên lạc đỉnh. Bây giờ mình đi tiếp nha. Đi luôn, đi luôn, đi luôn, mau lên. Đi lên, đi lên, đi lên, mau lên. Lên là. Đi luôn đi em. Ta đi nào. Mọi người có thấy mình ở trong một cái đường hầm đó nhỉ? Chắc mình thấy rất giống đường hầm. Thôi, đi nhé. Đi ra đây. Mình phải dùng bằng cái cây kia, chúng ta phải đi xuống được. Còn không chúng ta sẽ nhảy. Xuống gì được đâu, nó đập đầu ở đây chết queo nè, hiểu không? Bảo mày. Hey, con có cái này cầm. Vì con biết sớm. Mà bên kia có cái gì nữa thì phải nhờ. Mình đang ở trên một con thuyền thì phải nhở? Không, mình đang ở trên một con bạch tuộc chở mình đi. Đi thôi. Mà con này mà nó bán á, có lực gì hoài sợ lắm luôn. Hai là chúng ta qua con ngựa đi. Bye bye nha. Các bạn mắng. Tới qua con ngựa. Các bạn nhớ like, share và subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn sau. Bye bye. Nhớ đừng quên đăng ký nha.